thì làm được. Này, em về có 5 phút em làm được, nhớ bạn không? Nói vẫn nghe thấy. Thuốc lá à? Đấy. Đấy, xin phép nhé. Ngon lành đúng không? Nhưng hút xong thì mình lại đẩy nó vào, kéo lên. Cà phê hả? Có nghe hả? Quá ngon. Ê, cho nó an toàn, đừng kéo đâu các bác ạ. Thế để làm thế nào? Rất đơn giản, các bác tìm đến khoảng nó có cái này này.